Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lần này nó lệch rồi. Cái kia nó bây giờ tao bị lạc rồi. Cái gì anh nhìn thế? Cái gì hồi vậy?
做梦啊，今天。
Cái khoản bánh xăm nhá.
Đấy mà là tóc bạc đứng chờ đấy nha. Nó đâu là mình dùng khách du lịch thôi đấy. Bắt đầu luôn á. Đây là một cái. 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 Đây là một cái.